Xin chào mừng quý vị và bạn đến với lịch trực tiếp bóng đá ngày hôm nay. Những nhận định trực tiếp trận đấu giữa U17 Việt Nam và U17 Yemen sẽ được chúng tôi gửi tới quý vị và bạn trong video ngày hôm nay. Vâng, lúc 19 giờ, trận đấu của thầy trò huấn luyện viên Christian Roland sẽ được diễn ra tại sân vận động Việt Trì Phú Thọ. Đây là trận đấu phải thắng của U17 Việt Nam nếu mong muốn được tấm vé đi tiếp. Và với hàng nghìn khán giả tại sân vận động Việt Trì thì các cầu thủ trẻ U17 Việt Nam chắc chắn sẽ phải thi đấu nỗ lực hơn nữa. Và bản thân huấn luyện viên Christian Roland sẽ tính toán làm sao để chúng ta giành chiến thắng để không phụ thuộc vào kết quả ở trận đấu còn lại. Vâng, dĩ nhiên trận đấu còn lại sẽ diễn ra trước đó giữa U17 Kyrgyzstan và U17 Myanmar. Nếu như U17 Kyrgyzstan giành chiến thắng, đó cũng đồng nghĩa với việc là U17 Việt Nam sẽ gặp rất nhiều khó khăn trong việc định hình xem là đội bóng nào sẽ là đội bóng đứng nhì bảng có thành tích tốt nhất. Còn nếu không Myanmar giành chiến thắng, có lẽ đó sẽ là một kết quả có lợi nếu như U17 Việt Nam có một trận hòa trước đội bóng U17 Yemen. Tuy nhiên, đó là trường hợp xấu nhất mà chúng ta có thể nghĩ đến. Lúc này, tất cả mọi thứ được hướng đến là đội bóng U17 Việt Nam sẽ cố gắng, như lời của Trần Gia Bảo đã chia sẻ với giới truyền thông. Vâng, chúng tôi hướng tới tấm vé đi tiếp và điều quan trọng nhất là tấm vé đấy sẽ phải được hiện thực hóa tại sân nhà. Câu chuyện ở đây của Trần Gia Bảo đó chính là câu hỏi của phóng viên rằng là trận đấu cuối cùng của U17 Việt Nam với U17 đội bóng Yemen thế nào, thì anh đã nói thẳng rằng đây sẽ là trận đấu mà U17 Việt Nam giành vé đi tiếp. Như vậy thì thầy trò huấn luyện viên Christian Roland sẽ phải có một mục tiêu duy nhất, đó chính là giành chiến thắng và đứng đầu bảng. Điều đó sẽ dễ dàng hơn trong việc xét duyệt ở vị trí tham dự tại vòng đấu chung kết giải đấu U17 châu Á. Và bản thân huấn luyện viên Brazil nhận thức rõ rằng đội bóng sẽ phải cần làm gì. Và các cầu thủ cũng vậy, họ đã rất nỗ lực nhưng đã gặp phải rất nhiều những sai số trong trận đấu trước. Đây là thời điểm họ phải khắc phục thật nhanh, phải tiến bộ thật tốt. Và quan trọng nhất, tinh thần của toàn đội sẽ phải hướng đến một trận đấu đã được mài giũa trong hai trận mà họ đã không thực sự tạo ra cho người hâm mộ người Việt Nam những niềm tin tưởng. Chiến thắng vất vả 2-0 trước U17 Myanmar cũng là một trong những ví dụ như vậy, khi mà nhiều người hâm mộ đá Việt Nam đã cảm thấy rằng lưới cầu thủ này vẫn chưa thực sự tạo ra được sự đột biến quá cao. Bởi những cầu thủ ở trên sân thi đấu có phần nào đó dày dặc, những cái phương án truyền cũng đã sai số rất cao, cùng với đó là những đường sút bóng dường như là cực kỳ vô vọng. Ngoài ra, những pha kết nối cuối cùng là những đường truyền cuối cùng đến chân những tiền đạo để có thể dứt điểm cũng là một vấn đề mà đội bóng U17 Việt Nam gặp phải. Dĩ nhiên chúng tôi nói như vậy không phải là cổ súy hay là đưa ra những thông tin nào đó bất lợi cho U17 Việt Nam, mà chúng tôi dám nhìn thẳng, nhận định thẳng về U17 Việt Nam hiện nay. Nhiều người thì nói ra U17 Việt Nam còn quá trẻ, nhưng các cầu thủ trẻ thì không phải mỗi mình U17 Việt Nam mà các đội bóng cũng vậy. Vâng, U17 Việt Nam phải biết cách để làm sao vượt qua. Đây là lời động viên và nhìn nhận thẳng để hy vọng rằng U17 với những cầu thủ trên sân, với những Việt Long, với những Thăng Long, với những Huy Bách hay là Gia Bảo, họ cần phải thi đấu nỗ lực hơn nữa, tạo ra sự kết nối tốt hơn nữa để hướng tới trận đấu với đội bóng U17 miền Yemen. Một chiến thắng sẽ giải quyết được tất cả. Vâng, theo quy định của vòng loại thì chỉ có một đội bóng đầu bảng giành vé đi tiếp thôi. Như chúng tôi đã chia sẻ thì hiện tại hiệu số bàn thắng bàn bại của U17 Việt Nam là -2, trong khi đó Yemen là -6 thưa quý bạn. Họ đã thắng 5-0 trước đội bóng U17 Myanmar, rồi tiếp tục là thắng 1-0 trước đội bóng U17 Kyrgyzstan. Trong trường hợp không thắng U17 Yemen thì U17 Việt Nam chỉ có thể đứng tối đa là ở vị trí nhì bảng. Do vòng loại xuất hiện cả 3 bảng đấu, có một bảng đấu của 3 đội, thì như vậy thì tính điểm ở vị trí đội bóng ở vị trí cuối cùng sẽ không được tính. Như vậy thì nếu như U17 Myanmar mà không giành chiến thắng thì U17 Việt Nam sẽ rơi vào thế cực khó khi U17 Yemen đứng ở vị trí nhì bảng, đứng thử vị trí thứ 3 ở trên bảng đấu. Như vậy thì chúng ta chỉ có một điểm sau gần đó trận đấu, thì việc xét tuyển ở vị trí này rất là khó thưa quý bạn. Vì trừ đi kết quả của đội bóng cuối cùng với ví dụ như là Myanmar chẳng hạn, thì đội bóng này không có cơ hội đi tiếp và họ đứng ở cuối bảng, thì cái 3 điểm khi thi đấu với U17 Việt Nam dường như là vô ích. Thưa quý bạn, U17 Việt Nam chắc chắn sẽ phải giành chiến thắng, đây là con đường duy nhất. Ngoài việc giành chiến thắng đi tiếp thì U17 Việt Nam cũng có thêm động lực để nghĩ về 3 điểm trước Yemen. Bởi thực tế thì hai trận đấu đã qua, U17 Việt Nam khi thi đấu với Kyrgyzstan hay là Myanmar, các cầu thủ trẻ chưa thể hiện được bộ mặt thuyết phục trong lối chơi. Ghi nhận thái độ tự tin, dám cầm bóng, phối hợp và tích cực kiểm soát bóng của U17 Việt Nam,
nhưng khâu dứt điểm cuối cùng thì hơi tệ dành cho những cầu thủ trẻ, lại chưa đủ sắc bén và tinh anh để giúp cho cầu thủ trở thành những nhân tố được chú ý. Trước một đội bóng U17 Yemen mạnh hơn so với Kyrgyzstan và Myanmar, U17 Việt Nam vừa đứng trước thử thách, đan xen với cơ hội để khẳng định mình. Bản thân U17 Yemen cũng bộc lộ rất nhiều lỗ hổng trong hàng phòng ngự. Ở chiến thắng 3-2 suýt sao trước đội bóng Kyrgyzstan vừa qua, thì nhìn từ hai lần bị Kyrgyzstan vươn lên dẫn trước, hàng thủ của U17 Yemen đều bị động ở những pha bóng đập bổng và xử lý các tình huống bóng hai tương đối là chậm chạp. Hiển nhiên, nếu như tổ chức cự ly đội hình tốt, có sự bọc lót nhau thì U17 Việt Nam hoàn toàn có thể chiếm được thế chủ động trong tình huống 50-50. Nhưng tình hình này, chúng tôi phải nhận định rằng là nếu như Yemen chơi phòng ngự phản công như cách mà Kyrgyzstan hay là Myanmar chơi bóng, thì có lẽ U17 Việt Nam sẽ gặp khó. Đây là nơi mà sẽ thử thách xem là U17 Việt Nam học được những bài học gì trong những trận đấu trước và họ sẽ ứng dụng trong trận đấu này như thế nào. Chắc chắn đó sẽ là một trong những cái lời giải tuyệt vời nhất dành cho thế hệ trẻ. Và bản thân luyện viên Chris Rowland sẽ phải nhận ra điều đó như thế nào. Trong trận đấu trước thì chúng tôi đã có thấy rằng huấn luyện viên trưởng ông Chris Rowland đã không điền tên những cầu thủ như là Gia Bảo, như là Huy Bách, những cầu thủ đã thi đấu rất hay ở trong quãng thời gian thi đấu. Tuy nhiên, huấn luyện viên Chris Rowland dường như đang tính toán cho một kế hoạch dài hơi hơn khi mà cứ hai ngày thì đá một trận. Ngày 25 thì vừa đá một trận và ngày hôm nay, ngày 27, trận đấu sẽ tiếp tục diễn ra. Chính vì vậy, việc xoay tua đội hình của huấn luyện viên trưởng ông Christian Roland là điều tất lẽ dĩ ngẫu. Chúng tôi vẫn còn nhớ rất rõ ở giải đấu U20 châu Á khi huấn luyện viên Huy Hiển Vinh đã dồn toàn lực đá trận đấu nào cũng một đội hình. Và điều đó đã khiến cho nhiều người thắc mắc rằng tại sao chúng ta không giữ sức để cho trận đấu tiếp theo. Lịch thi đấu thì quá dày. Và lúc này, ông Roland, như chúng tôi đã giải thích, việc giữ chân những cầu thủ trong màu áo của U17 Việt Nam với những Huy Bách, với những cầu thủ như là Gia Bảo thì chắc chắn huấn luyện viên người Brazil này đang tính toán xa hơn vào trận đấu với U17 Yemen. Bởi trận đấu này sẽ là quyết định tới tấm vé đi tiếp. Cần một trận thắng thôi, một trận thắng thôi, một tỷ số tốt thôi, mọi thứ sẽ hoàn toàn đảo ngược với những gì mà sự nghi ngờ người hâm mộ đội Việt Nam đã gửi tới giới truyền thông Bồ Điểu trong thời điểm hiện nay. Vâng, thưa quý bạn, đó chính là những thông tin trận đấu giữa U17 Việt Nam và U17 Yemen diễn ra vào lúc 19 giờ ngày hôm nay. Và nếu như quý bạn có thời gian thì có thể xem trận đấu vào lúc 16 giờ giữa đội bóng U17 Myanmar và U17 Kyrgyzstan để thấy rằng đây sẽ trận đấu cũng sẽ quyết định tới việc là U17 Việt Nam thi đấu với thái độ như thế nào. Và hy vọng rằng chúng tôi sẽ không nhận đó như là một cái thông tin, vì U17 Việt Nam chỉ có một con đường và có một cách để làm tốt nhất trong thời điểm này, đó chính là thắng U17 Yemen mà thôi. Với thưa quý bạn, ngoài ra những trận đấu tại giải đấu V-League ngày hôm nay cũng sẽ được diễn ra từ lúc 18 giờ cho tới 19 giờ 15 phút. Trận đấu lúc 18 giờ Bình Định Sộng gặp Sông Lam Nghệ An, hai đội bóng đứng ở giữa bảng xếp hạng. Cùng với đó, FC Đà Nẵng sẽ thi đấu với Hải Phòng FC. Cùng lúc 19 giờ 15 phút là Hà Nội FC sẽ thi đấu với Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Đó là ba trận đấu ngày hôm nay diễn ra vào ngày Chủ nhật ngày 27 tháng 10. Hy vọng rằng quý vị và bạn sẽ đồng hành và chia sẻ và khoảnh khắc bóng đá rất hân hạnh được đồng hành và gửi tới quý vị và bạn những thông tin mới nhất. Còn bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.